kệ danh của Đức Thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Ngồi cùng trí đối nhìn cuộc cơ thế, thấy dân mang số thuế mà thương. Chẳng qua là Nam Việt vô dương, nên tai ách xảy ra thầm thiết. Bạc không cánh đổi tai chẳng biết, vàng bị nghèo mấy chiếc chẳng còn. Mới mấy năm sao quá hao mòn, mùa màng thất đối đau không thuốc. Thương hại bấy lê dân đức cưới ruột, thám vợ con đói rách đùm đeo. Gắm chữ nghèo thường mắc chữ eo, thêm gạo lúa lại tăng giá mắt. Nhìn cuộc thế đổi tai quá gắt, mãi thiên cơ mỗi phút khi mỗi thay. Nếu thành suy như thể tôn bay, đường dinh nhục rủi mai một lát. Ai phú quý giàu đài ra, các ta điên khùng thương hết thế trần. Khuyên chúng sanh chẳng biết mấy lần, nào ai có tình tâm tìm đau. Trai trung liệt đáng trai hiền hảo, gái tiết trình mới gái nam trào. Lời thánh hiền để lại biết bao, sao trai gái chẳng coi mà xưa. Đời tận thế mà còn lần lửa, chẳng chịu mau cải giữ về lành. Làm Phật nhi phải được lòng thành, thì mới đặng giảng sanh cực lạc. Tương với muối cháo rau đạm bạc, nghèo lương hiền viết niệm Di Đà. Mà mai sau thoát đi khỏi tinh ma, lại được thấy cảnh tiên nhàn hạ. Trên bãi núi còn nhiều báu lạ, ráng tu tâm dưỡng tâm coi đời. Coi là coi được Phật được trời, coi phép lạ của tiên của thánh. Cuộc kỳ dương thế ngày nay mỏng mạnh, bà sang ở giàu còn hiếp nghèo nàn. Phải xa thân tầm bát nhà thoàn, sao mới khỏi hầm tha sâu bắc. Đến chừng đó bốn phương có giặc, khắp đi hoàng cầu thiết thiết đi tha tha. Dậy sớm mau kiếm chữ Ma Ha, thì Phật cứu khỏi nơi khói
Chữ Nam Mô dẹp được lòng sầu, sao thấy được nhà tiên cửa thanh. Ghét những đứa giàu sang kiêu hãnh, thương những người đói rách đi cơ hàng. Cánh phòng qua khó sánh đi năm sang, sao sẽ có nhiều điều vinh hạnh. Cõi trần thế hết suy tới thành, hết đâm nguy đến lúc khải hoàng. Tuy tu hành chịu chữ nghèo nàng, sao đắc đạo gặp điều cao quý. Mặc ba tánh đời này dĩ nghĩ ta điên khùng, mà tánh lương hiền lòng yêu dân ơi, chẳng trọng bạc tiền mà dương thái cứ theo biếm nhẹ. Sao lập hội thì già quá trẻ, khắp đi hoàn cầu đổi xác khi thai hồn. Đức Ngọc Hoàng mở cửa thiên môn, đặng ban thượng Phật tiên giới thanh. Khuyên trai gái học theo Khổng Mạnh, sách thánh hiền dạy đạo làm người. Xem truyện thơ chẳng biết hồ ngươi, mà làm thói điêu thuyền lữ bố. Sao kẻ làm mọi mảnh hồ, cành núi non nhiều thú dị kỳ. Nó trồng ai hiền đức nhu mì, sát phạt kẻ bội cha phản chúa. Đến chừng đó rằng trời Phật công bằng. Nếu dương trần sớm biết ăn năn, làm hiền đức khỏi đường lao ly. Học ta đạo làm điều tà mị, theo vị đoàn y cũng kiến tinh tà. Thì sau này gặp chuyện thiết kế tha, đừng có trách khùng điên chẳng cứu. Thấy ba tánh nghinh tân yểm mơ cựu, học ai mà ngăn ngược nhiều lời. Phụ mẹ cha ơi, khinh về Phật trời, chẳng có kể công sanh dưỡng dục. Thương lê thứ bài tồn trong y đục, mặc ý ai nghe phải thì làm. Lời của người di tịch núi Sam, chớ chẳng phải bài điều quyến hoặc. Cảnh thiên trước thơm tho nồng nặc, chẳng ở yên còn xuống phàm trần. Ấy vì thương trăm họ vạn dân, nên chẳng kể tâm thân lao khổ. Giả quê dốt khuyên người ta,
Phật có trời. Kẻo dân thứ nhiều người kêu ngào, xuống mượn xác nhầm năm kỷ màu, buồn xóm làng cứ ghét điên khùng. Nếu trẻ già ai biết thì dùng, chẳng có ép có nài ba tâm. Nghe điên dài sau này thôi thành, đây chỉ đường cực lạc vàng xanh. Đừng có ham lên mặt hùng anh, xa địa ngục uổng thân uổng kiếp. Theo đạo lý nhất tâm mới kịp, ngày nay ở đà gặp dịp tu hành. Niệm Di Đà ráng niệm cho rành, thì mới được sống coi tiếng thấm. Đức Minh Chúa chẳng ai dám sánh, xưa mạc thương cùng gái non kỳ. Bởi Võ Dương đáng bực tu mi, nay trở lại khác nào đời trước. Kẻ gian ác bị gom ý ba thức, nơi pháp đi tràn trị kẻ hung đồ. Được thảnh thơi nhờ chữ Nam Mô, khuyên bổn đạo ráng mà trì chi. Xưa Tây Ba Thất Niên vũ lý, huống chi ta sao khỏi tiếng đời. Dòm biển trần cánh khổ dơi dơi, lao dơi khổ khổ lao chẳng xiết. Ghét bảo chúa là xơi trụ kiệt, mất đi cơ đồ lại bị lừa thiêu. Thương Minh Vương bắt chước thương nghiêu, lòng hiền đức nào ai có biết. Thương Trần Thế kể sao cho xiết, mượn xác trần bút tả hàng. Kể rõ ràng những việc lầm than, mắt làng sớm muốn nghe thì chết. Vì kia tu tịnh khùng không có ép, cho giấy vàng điên chẳng có ý này. Lòng yêu dân chẳng để vắng dài, cho bổn đạo giải quay niệm Phật. Việc khi sai đến đây truyền sự thật ấy là lời của Phật giáo khuyên. Ráng nghe lời của kẻ khùng điên, Phật tiên thánh hài nên trọng kinh. Bệnh ôn dịch cũng đừng mới thịnh, cõi ngũ hành chẳng ca réo kêu. Hãy dình lòng chớ khá dệt theo, nói xiên xỏ cũng không no béo. Đời quân hạ ngày nay mỏng trần, hãy ráng kiên vàng.
mặt tình ai lên ngựa xuống xe, ta chẳng có ham nơi phú quý. Trong bốn đạo từ đai kim, chỉ đôi giới nghèo sắp đến bây giờ. Vì thương đời nên lão kể sơ, cho ba tánh rõ lời châu ngọc. Nước Nam Việt ai là thằng ngốc, người đời nay như ốc mượn hồn. Chim tìm cây mới gọi người hiền đức mới là người trí. Theo Phật giáo sau này cao quý, được nhìn xem ngọc để sự phân. Lại giữa kề bể ngọc các lần, cảnh phú quý nhờ ơn Phật tổ. Nhiều điều tai khổ cùng thương dân, nên phải hết đi lời. Dạo Lộc Châu chẳng có nghỉ ngơi, mà lê thứ nào đâu có biết. Giải đạo chánh gì thương Nam Việt, ở cao miên gì mến ni tần quan. Trở về Nam Đặng có sửa sang, cho thiện tính được rành chân ly. Trong sáu tỉnh nhiều điều ta mi, tu hành mà dĩ kỷ chừng, thì làm sao thoát khỏi trăm luân. Khuyên bổn đạo ráng tầm nẻo chân, chừng lập hỏi xác thân mới rành. Nếu không thời khó thấy Phật trời. Cùng dài dân chẳng dám nghỉ ngơi, đi chẳng kể tấm thân già ca. Cảnh trần thế mặt ai thông uy thả, chớ lòng ta chẳng đắm đi hồng trần. Có thân thì ráng giữ lấy thân, để đến việc ăn năn chẳng kịp. Yêu những kẻ tâm đầu ý hiệp, mến những ai biết kiếm đạo màu. Cảnh Tây Thiên bảo ngọc đầy lầu, ráng tu tỉnh tìm nơi an dưỡng. Kẻ hiền đức sau này được hưởng phép thần linh của Đức Di Đà, lại được thêm thoát khỏi ta bà, khỏi luân chuyển trong dòng lúc đau. Đức Chim Chúa yêu người hiền thảo, trọng những ai biết niệm Di Đà, lại được gần bể ngọc long xa, coi chư quốc tranh giành châu bao.
vàng. Ráng tình y tâm dẹp được lòng ta thì được thấy Phật tiên thần thánh. Dịp thi hung dữ hãy nên xa lánh, theo gương hiền trao sửa lòng người. Sao tà tinh ăn sống nước tươi mà ba tánh chẳng lo cải thiện? Miệng dương thế hay bài nói quyển sách thánh hiền, ghét kẻ nhiều lời. Khuyên chúng sanh niệm Phật khi coi đời cõi hạ giới rồng mây chơi dần. Chòm xóm đừng cho nhớ bận, răng giữ gìn phòng qua nước khi nhà. Câu tam tùng bọn gái nước khi ta, chữ hiếu nghĩa kẻ trai cho vẹn. Ghét những kẻ có ăn bọn đói rách lương hiền. Muốn tu hành thì phải cần chuyên, tưởng nhớ Phật chớ nên say bùi. Kẻ phú quý đừng giống cơm nguội, sao đói lòng chẳng có mà dùng. Đời than thở chẳng cùng mà ba tánh chẳng theo học hỏi. A Di Đà nhìn xem khắp đi cõi đằng trong chờ mong mỏi chúng sanh. Hiện hào quang ngũ sắc hiền lành, đặng tìm kiếm những người hiền đức. Kẻ tâm trí mau mau tỉnh thức, kiếm đạo màu đắng có hưởng nhờ. Chốn mấy hồng trần nhiều cánh nhốt nhơ, ráng hiểu rõ quyền cơ mà tránh. Chốn tự điểm ta nên xa lánh, tư đổ tường đừng có nhìn vào. Người tránh xa mới gọi trí cao, xa bốn chất măng đều nhớ. Đã gặp đi cuộc đức Di Đà truyền mở đạo lành, bởi vì ngài thương xót chúng sanh ra sắc lĩnh bảo ta truyền dạy. Nên khổ lao cùng không có nại miệng, cho đời hiếu đặng đạo bầu. Ai muốn tầm đạo cả cao sâu thì hãy dẹp tâm tình ích kỷ. Mau trở lại đừng theo tà quỷ, tham sân si chớ để trong lòng.
lòng cho được sạch trong, mới thoát khỏi trong dòng bình khổ. Lớp đau chết kể thôi vô số, thêm tà mang yêu quái chật đường. Chốn mỹ hồng trần nhiều nỗi thầm thương, làm sao cứu những người hung ác. Khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh yêu. Bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lấp đời trở lại. Khắp lê thứ biến di thương hải, dùng phép màu lập lại thượng quân. Diệt thiên cơ khùng tỏ hết trơn, cho trần hạ tường nơi lao ly. Lão nào có bài điều má bị, mà gạt lường bốn đạo chúng sanh. Đức Minh Vương ngự chốn Nam Thành, đặng phân xử những người bội nghĩa. Trung giới hiểu ta nên trao triệu, hiền giới lương mấy bốn đạo rèn lòng. Thường nguyện cầu siêu độ tổ tông, với ba tánh vạn dân vô sự. Đời ngôn hạ nhiều người hung dữ, nên xảy ra lắm sự tai ương. Đức Di Đà xem thấy xót thương, sai chư Phật xuống miền dương thế. Tô kiếp kiếp nếu không quá trễ, chừng đối đầu khó cùng. Cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt. Nay trở lại như đời trổ kiệt, hãy tu nhân chớ có tranh giành. Tuy nghèo hèn mà chí cao thâm, được hồi phục nhờ ơn chư Phật. Hãy thương xót những người tàn tật, thấy nghèo hèn chớ khá khinh cười. Trên năm non rồng phùng tốt tươi, miền bãi núi mà sao bao quy. Mặc khi trai gái trẻ già có nghĩ, thì khoan cười tôi rất cảm ơn. Khùng ra đời truyền dạy thiệt hơn, chứ bổn đạo chớ nên khinh rè. Nay khùng đã ít già quá trẻ, nên giữa ý đồng bóng lại có sông. Ở Tây Phương chư Phật ngóng trông, chờ ba tánh rủ nhau niệm Phật. Làm nhân ái ắt tiêu bệnh tật, vậy hãy
Phật tại tâm chớ có đâu xa, mà tìm kiếm ở trên non núi. Chúng đục đèo những cây giới củi, đắp xi măng sơn phết đặt tên. Ngục A Tỳ giữa kế một bên, chờ những kẻ tu hành giả dối. Khuyên sư dạy mau mau cải hối, làm vô vi chánh đạo mới màu. Đạo Thích Ca nhiều nẻo cao sâu, hãy tìm kiếm cái không mới có. Ngôi Tam Bảo hãy thờ trần đó, tạo làm chi những cốt giới hình. Khùng nói cho mấy già trẻ làm tin, theo lục tổ chớ theo thần tu. Khuyên bốn đạo chớ nên mê ngủ, thức dậy tìm đạo chánh của cùng. Đằng sau xem liệt quốc đi tranh hùng, được sanh sống nhờ ơn chính bề. Quá phép lạ biết bao mà kể, chính từng mây nhạc trôi tiêu thiêu. Kẻ tà gian sao bị lừa thiêu, người tu niệm sống đời thương cô. Cùng dân lệnh Tây Phương Phật tổ, nên giáo truyền khắp cả Nam Kỳ. Hội Long qua chọn kẻ tu mi, người hiện đức đắng phò chân chúa. Khuyên những kẻ giàu sang có của, hãy mở lòng thương xót dân nghèo. Cảnh vinh qua lại quá chéo leo, nhà giàu có sao nhiều tai ấp. Hỡi ba tánh rừng sâu có mạch, tuy u minh mà có ai đơn giản. Linh Quan Âm dạy biểu khung tròn, cho bổn đạo rõ nguồn chân lý. Lũ thầy đám hay bài trò phí, mượn kính luân tụng mương lấy tiền. Chốn Diêm Đình ghi tội liên miên, mà tăng chúng nào đâu có rõ. Theo thần tố tạo nhiều chốn mỏ, từ xưa nay có mấy ai thành. Phật từ bi độ từ độ sanh, là độ kẻ hiền lương nhân ai. Xa giới phương là trò kỳ quái, làm trai ở đàn che miệng thế gian. Kẻ vinh quang phú quý giàu sang, mượn tăng chúng đặng làm chữ yêu. Thương ba tánh gì không rõ hiểu,
nghĩa ơi gian tròn. Thấy lạc lầm đây đồng lòng son, khuyên bổn đạo hãy nên tỉnh ngộ. Ở dương thế tạo nhiều cánh khổ, xuống quỳnh tuyền địa ngục khảo hình. Tuy lưới trời thưa rộng thinh thinh, chớ chẳng lọt những người hung ác. Khi nhắm mắt hồn lè khỏi quỷ vô thường, chắc xuống diêm đình. Sổ sách kia tội phước đi đến ninh, phạt giới thượng hai đường tỏ rõ. Tiệm cực lạc đây rành đường ngõ, tận thế gian còn có bao lâu mà chẳng chịu làm tròn nhân đạo. Kẻ nghèo khó hụt tiền thiếu gạo, mở lòng nhân tiếp rước mới là làm hiền lành hơn cùng tưởng Phật hay hơn ô re. Đã chánh đạo thêm còn sức khỏe, đặng nuôi cha dưỡng mẹ cho tròn. Vẹn mười ơn mới đạo làm con, lúc sanh sống chớ nên phụ bạc. Nếu làm đám được về cực lạc, thì giàu sang được trọn hai bề. Ý tước quyền làm ác ê hề, khi bỏ xác nhiều tiền lo lót. Kinh giới sáng tụng nghe thánh, lũ nhân bông tập luyện đã rành. Đấu với đơn kèn trống nhịp sanh, làm ăn rập đắng đòi cao giá. Tâm trần tục còn phân nhân ngã, thì làm sao khói luân hồi. Những giấy tiền vàng bạc cùng thôi, chớ có đốt tốn tiền vô ly. Xưa thần tú bại đều tà mị, mà dắt diều ba tánh đời đường. Sanh lầm lạc đáng thương, cõi âm phủ đâu ăn của hôi. Đúc vi Phật lớn chùa cao bối rối, mà làm cho Phật giáo suy đồi. Tổ vô gì chớ cúng chè soi, Phật chẳng muốn chúng sanh lo lót. Tăng giới chúng ưa ăn đồ ngọt, nên bày ra cúng kiến hoài hoài. Ý nhiều tiền chẳng biết đi thương ai, cúng giới lại khó trừ cho đằng.
có tu hành ngay thẳng, không cầu siêu Phật đi bỏ hay sao. Lập trai đàn trai chọt lao sao, bôi lên mặt làm tuồng hát Phật. Nay nhằm lúc đi mùa màng ngập thất, vậy hãy mau bỏ bớt gì đó, ráng giữ gìn luân lý tam căn, tròn đức hạnh mới là bao quy. Nay gần đến Long Phi xà dĩ cảnh gian nan, ba tánh hầu kề thấy chúng sanh còn hỡi sai mê, khùng chỉ rõ đường tà nẻo chanh. Ta là kẻ vô hình hữu ảnh, ẩn xác cây phàm nhìn đạo Thích Ca, làm gian ác là quỷ là ma, làm chân chánh là tiên là Phật. Hiếm những kẻ không nhà không đất, mà sang vào chăn số kỹ thường dùm. Có lỡ làm chửi mắng sùm, thêm đánh đập khác nào con vật. Ăn không hết lo dành lo cất, đem bạc trăm cúng Phật làm chi. Phật Tây Phương vốn tánh từ bi, đâu tung thiếu mà quơ mà tời. Khùng cả tiếng kêu dân ơi hỡi, hãy giúp cho mấy kẻ đối mới nhầm, đến loạn ly khổ hạnh khỏi lâm, còn hơn đúc chung đồng Phật bờ. Chẳng làm phước để làm hung dữ, rồi vào chùa lại Phật mà trừ. Phật Tây Phương có lẽ hiểu dư, dùng tâm ý chứ không dùng vật. Muốn bổn đạo tánh tình chân chất, rèn lòng hiền thương xót lần nhau. Kể từ rài vàng lộn giới thao, Phật tiên thánh cùng nhau xuống thế. Cứu ba tánh không cần lễ mễ, để dắt diều đạo lý rành đường. Nam Việt nhằm cõi trung ương, sao sẽ có Phật tiên tại thế. Khuyên sư giải bớt dụng của thế, gắn công tu đặng có xem đời. Tu thật tâm thì được thành thơi, giả dối thì lao thì lý. Khùng khuyên hết kẻ ngu người trí, ráng tĩnh tâm suy nghĩ đạo màu. Chuyện quyền cơ bí hiểm cao sâu, hãy nghiệm xét hai đường tà chánh.
Phật không khi nào rảnh tâm từ bi, vẫn nhớ chúng sanh. Các chư thần tuần giảng năm canh, về thượng giai tâu qua thượng đế. Số tội ác thì vô số kể, còn làm nhân thì quá ít ôi. Hỏi công đồng xem xét hẳn hồi, sai chữ tướng xuống răng trần thế. Đau nhiều chứng gì kỳ khó kể, sắp từ nay lao khổ đến cùng. Kẻ dường vàng khó nổi thung dung, người bảo ác không còn tâm màng. Đường đạo lý chớ nên chán nản, hãy bền lòng tầm Phật trong tâm. Phật Tây Phương thiệt quá xa xăm, phải tìm kiếm ở trong nào chi. Sao đến việc sớm băng kiệt thủy, cùng tham thương ba tánh quá chừng. Nhìn xem trần nước mắt khi rưng rưng, cành áo nào kể sao cho xiết. Ta dạy dỗ là gì tình thiệt, cho bá già rõ thấy dương trần làm dữ làm hung, nên khuyên nhủ cho người lương thiện. Chữ lục ký tự trị tâm bất diệt, thì lâm nguy có kẻ cứu mình. Ai lòng nhân hoặc chép đi mà truyền bá đặng nhiều phước đức. Trong ba tánh từ đây buồn bực, khùng yêu dân chỉ rõ đạo màu. Ráng trì tâm tướng niệm cánh thâu, nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp. Việc biến chuyển thiên cơ rất gấp, khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành. Cầu linh hồn cho được vãng sanh, đây chỉ rõ đường đi nước bước. Hãy tưởng Phật đi đừng làm bảo ngược ta phần hồn dạo khắp thế gian. Dạo sát trần nước mắt chứa chan, khắp lê thứ nghe lời thì ít. Chốn sơn lạnh bây giờ mù mịt, cho nên dân dạy chẳng lời. Kể từ đây nói chuyện chiều mới, chớ chẳng nói giống dài khó hiểu. Cờ đã tất còn chờ nước chiếu, mà còn ăn con chốt đi làm chi. Ai là quân tử tu mi, phải sớm xử thân mình cho vẹn. Chừng lập
hỏi khỏi thua khói thẹn, với Phật tiên cũng chẳng xa chi. Lời cao siêu khuyên hãy gắn ghi, ta ra sức dắt diệu ba tâm. Bửu ngọc vàng lấy rõ đạo màu, sơn tầm hành thích nẻo bái phục mơ cầu. Nam mô Tam giáo quy nguyên phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật.